Chào các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay sẽ cưa một cây dừa. Cây dừa này nó nghiêng, nó hơi ngã về phía cái trái nhà, nên phải leo lên để cột dây và sau đó kéo kéo nó đi ngược lại, chứ không nếu mà cưa tự nhiên thì nó sẽ ngã vô ngay nhà. Nên anh này anh sẽ leo lên và anh cột dây lại. Cây dừa này cũng cao mười mấy mét ạ, mười mấy hai chục mét à. Cây dừa này cũng lâu lắm rồi, chắc khoảng 30 40 năm rồi các bạn. Cái này phải có nghề mới leo lên, chứ leo lên này cũng đuối ạ. Anh này thì ảnh cưa quen rồi, giống như là nghề nghiệp rồi, cột cho siết cho chắc lại để mà ngồi lên kéo. À, nó để tự nhiên thì nó sẽ ngã qua qua trái nè, ngã qua trái thì nó dính ngay cái trái của cái nhà, còn ra phải thì ngay ngay cái nhà cuối này, ngã phải thì ngay nhà cuối, nó cũng bất tiện. Còn để tự nhiên thì nó sẽ ngã qua bên trái ngay cái trái, ngay cái bếp ở đằng sau này, nên phải dùng dây kéo. Máy cưa khói hết biết luôn, mở miệng trước thì để qua cái hướng đó, mở rộng ra chút xíu nữa, mở miệng hơi nhỏ. Đo rất là kỹ càng cho nó ngã, chứ nó ngã không khéo thì mệt lắm. Ba bốn người bên kia kéo các bạn. Đó, bây giờ cưa bên đây để mở miệng bên kia rồi cưa bên đây. Đây đây là hiện trường đây. Đó, cái dừa này già rồi. Này hả? Rồi lấy đi. Cưa xong mình sẽ tỉa mấy cái tàu dừa, trái dừa nào để em lấy củ hủ dừa. Đó, bây giờ tỉa hết mấy tàu dừa này xong mình cắt. Mình lấy củ hủ dừa thì xào kho hay làm gì ăn cũng ngon các bạn đã xem video của mình. Nhớ subscribe kênh mình nhé.